Chúc cho Giáp sẽ ngày một thành công hơn. Ai cũng đến đây để tìm cho mình hạnh phúc, lại còn hạnh phúc hơn nữa khi mà đến với Giáp. Và chúc em sẽ luôn thành công. Và Khánh xin chúc mừng Giáp có một cái công việc cũng như là một cái hành trang rất là tốt trong tương lai. Và chắc chắn không cần chúc, tại vì đây rõ ràng đây là một cái sự thành công rất lớn rồi. Cũng hy vọng là chúc cho chị Giáp có được một cái cơ ngơi mới, rồi tất cả mọi thứ sẽ thành công hơn và sẽ được suôn sẻ hơn. Chúc mừng chị Giáp. Chúc anh Giáp là làm ăn hồng phát, nhiều khách, mở nhiều tiệm đi chứ. Bước tới đây là BB, một cái đập vô mắt BB là đồ quá đẹp mọi người. Trời, cái studio gì mà tôi chưa vô tới trong đó, tôi nhìn ở ngoài thôi mọi người coi kìa, quần áo rất đẹp, nhìn mấy cái đầm thôi là muốn nhào vô lấy mặt liền rồi. Nói chung là rất là vui khi mà vinh dự được tới đây để dự khai trương của Giáp Studio. Chúc cho Giáp Studio ngày càng thành công hơn và ngày càng đắt khách hơn, và nhất là nhiều show hơn nữa. Ngày hôm nay Giáp khai trương tiệm này, cảm xúc của Giáp bây giờ nó chưa có diễn tả được, tại vì rất vui mừng. Hôm nay riêng đây Giáp xin cảm ơn tất cả các bạn bè chia sẻ chúc mừng Giáp trên Facebook và gửi cho Giáp những cái làng hoa rất là đẹp. Và cảm ơn chị Hồ Ngọc Hà, bé Linh Dương Lan Ngọc, anh Lý Quý Khánh, BB Trần và tất cả mọi người đã đến đây. Tất cả những gì Giáp hy vọng là đam mê, là nhiệt huyết, cháy hết mình với tất cả những công việc của mình và cho ra những sản phẩm tốt đẹp, và ngày ngày càng mang cái đam mê của mình trải lòng với tất cả mọi người.